Xin chào mọi người, thì lại là Quyên đây. Thì hôm nay Quyên sẽ cập nhật hai cái dòng xe của Honda, đó là Enfar và Future nha. Thì cái này là Quyên đăng trên kênh Top 5, thì những cái anh chị nào các bạn á mình có xem ngay cái clip của Quyên thì vui lòng đăng ký like và chia sẻ, thì hôm sau Quyên sẽ hỗ trợ giảm giá xe khi các bạn mua xe bên cửa hàng Quyên ha. Thì Quyên cũng nói luôn là cửa hàng Quyên ở Bến Cát, Bình Dương. Và địa chỉ là gần cổng 1 khu du lịch Đại Nam. Số điện thoại của Quyên là 0968302 và 553 và kèm Zalo nha. Thì Quyên nhắc lại là 0968302553 và số này đã có Zalo nha. Thì có thể là bạn nhắn tin hoặc là gọi điện cho Quyên, Quyên sẽ hỗ trợ cho mình nha. Thì mức giá em pha đối với bên cửa hàng Quyên tùy phiên bản bánh mâm hay là bánh căm, nó sẽ dao động là từ 19 năm đến lại là 22.500. Nói chung các bạn cứ yên tâm, giá bên Quyên đã bao gồm VAT. Nhiều khi đó là giá thị trường thì nó sẽ có trên lệ thôi, nhưng mà nó không quá nhiều đâu ha. Về mức trả góp á, thì xe bên cửa hàng Quyên các bạn chịu khó trả trước dùm Quyên là 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu. Nói chung là mình cứ trả từ 2 triệu trở lên là bên Quyên sẽ hỗ trợ được cho mình. Còn hủ tục thì cũng giống như những cái clip trước Quyên đã quay, là mình có căn cước này với lại chứng minh. Nói chung là một trong hai cũng được. Rồi mình kèm theo như là hộ khẩu này, nếu mà hộ khẩu có thì càng tốt, còn không thì thôi ha. Bảo hiểm y tế hay hợp đồng lao động thì tùy theo mọi người, làm tư nhân hay là làm công ty. Thì mình chung là mình có giấy tờ nào thì mình sử dụng giấy tờ đó giùm Quyên. Và mức trả góp chỉ từ 2 triệu trở lên. Rồi xe thì bên Quyên vẫn có lên phụ kiện cơ bản như là ba ga này, móc, rồi cái ốp đèn hậu sau này. Cái này là tất cả đều là inox chính hãng hết nha. Bên Quyên không có nhập đồ ngoài á, nên các bạn cứ yên tâm. Cái này là có cả phụ nữa này. Đây, thì tất cả những cái phụ kiện của xe bên Quyên đều giảm giá cho mình. Và bên Quyên có lên mâm đối với cái em xe này ha. Thì mâm bên cửa hàng sẽ hỗ trợ giảm giá cho bạn là 30% là mâm, còn những phụ kiện còn lại là 35 ha, tùy thôi. Nhất là cái chống trộm á, thì chống trộm là bên cửa hàng sẽ hỗ trợ giảm giá là 50% cho mình luôn nha. Còn Nano là 80%. Thì những các anh chị và các bạn nào mình có thích cái dòng Enfar này, có thể là alo cho Quyên mọi lúc mọi nơi nha. Và đặc biệt một điều, bên cửa hàng Quyên sẽ có một trường hợp như thế này. Ví dụ như mình đang chạy một chiếc xe cũ, mình muốn đổi cái xe đó đi, thì mình chịu khó đến cửa hàng Quyên mang xe, bên Quyên định giá, nói chung là giá sẽ cao cho mình. Rồi số còn lại bạn có thể góp qua ngân hàng hoặc là thanh toán bằng tiền mặt cũng được, tùy theo mình thôi. Thì Quyên sẽ thu xe lại với cái giá nói chung là khẽ cao hơn so với những cái tiệm ở ngoài nha. Tại vì bên Quyên thông qua bên cửa hàng thì giá nó sẽ ok hơn so với những cái khu vực khác. Còn em cái bên đó là em Future màu trắng đen, thì mẫu này hiện tại là nói chung là nó khá là chuộng luôn. Là nếu mà anh chị và các bạn nào mua cái em Future này á, có gì chịu khó sắp xếp sớm dùm Quyên nha. Tại vì Future không phải lúc nào cũng có sẵn hàng hết trơn á. Nói chung là bên Quyên vừa nhập một lô 15 chiếc xe Future. Thì những cái anh chị các bạn nào mình thích cái mẫu này, vui lòng nhanh tay nhanh chân lên dùm Quyên nha. Về mâm á, xe thì cái này là mâm zin, còn mình thích cái mâm căm mình xuống căm cũng được, tùy mình thôi. Và giá xe nó đều giống y chang như vậy luôn, là 38.500 đã bao gồm VAT, trả trước từ 3 triệu trở lên. Mình trả được dùm Quyên 10 triệu, 12 triệu Quyên sẽ hỗ trợ cho mình gói kèo vẹt gốc luôn. Thủ tục thì cũng giống những cái con xe khác, đó là Enfar hay là Sirius đều được. Và về phần quà, bên cửa hàng sẽ gửi tặng bạn mũ bảo hiểm này, áo mưa, rồi bảo hiểm xe máy, meca, nói chung là khá là nhiều. Và sẽ kèm theo hỗ trợ cho cái người dẫn đi mua xe là 500 đến 1 triệu tùy khu vực nha. Ví dụ như mình ở Bình Dương thì Quyên sẽ hỗ trợ ít hơn, còn mình ở xa thì sẽ hỗ trợ nhiều hơn. Những các anh chị và các bạn đã từng mua xe bên cửa hàng Quyên là cũng biết, nhiều xe Quyên sẽ chi tiền hoa hồng tới 2 triệu lận. Thì mình thích đó thì mình có thể là alo liền dùm Quyên, Quyên sẽ hỗ trợ cho mình nha. Thì xe này nói chung là hai cái dòng xe này luôn đều trả trước thấp, nên là mình cứ yên tâm, lãi suất không có cao đâu. Hiện tại là bên hệ thống ngân hàng bây giờ người ta nói chung là người ta ưu đãi cho khách hàng rất là nhiều. Là mình nó là vừa trả trước thấp mà mình có đầy đủ giấy tờ là người ta vẫn hỗ trợ lãi suất rất là ưu đãi. Nói chung là tùy mỗi ngân hàng, nó dao động từ 1.37 đến 2.2. Nói chung là tùy mỗi ngân hàng thôi và tùy thuộc vào giấy tờ. Và những cái anh chị và các bạn nào cái đợt dịch mình có bị trả chậm á, mình có xin gia ngân hàng gia hạn hoặc là bây giờ mình đã thanh toán xong rồi
thì có thể mình muốn mua xe nữa thì có thể là nhắn tin cho Quyên, Quyên sẽ hỗ trợ cho mình về vấn đề phần này. Nói chung là mình chịu khó thanh toán trễ nhưng mà trả hết rồi là bên Quyên vẫn hỗ trợ được cho mình nha. Nên là cứ yên tâm liên hệ Quyên, Quyên sẽ hỗ trợ hết mình với mình luôn. Thì Quyên cũng nhắc lại luôn, cửa hàng Quyên ở Bến Cát, Bình Dương, số điện thoại là 0968 302553 và kèm Zalo. Thì những cái anh chị và các bạn nào mình hết dòng này thì có thể là liên hệ với Quyên giùm Quyên nha. Nói chung là Quyên hỗ trợ khách ở xa rất là nhiều nên mình đừng có ngại đi đường. Ví dụ như mình ở bên Sài Gòn mình chê xa, nói chung là lúc nào xe ở Bình Dương giá nó cũng rẻ hơn so với Sài Gòn khá là nhiều, nên là mình cứ yên tâm. Đến cửa hàng Quyên sẽ hỗ trợ cho mình lấy được một em xe, nói chung là tậu trước Tết để mình sử dụng ha. Thì Quyên cũng xin kết thúc tại đây. Nói chung là chúc các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ và hạnh phúc và tràn đầy năng lượng nha. Thì Quyên xin chào và tất cả mọi người.